À vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay bên em vừa về một cái dòng DAC rất là cao cấp của hãng Denasys. Đây là cái con Denarip và Pontus 2. Đấy, đây là cái bản mới nhất của hãng. Nó nâng cấp cho cái bản Pontus. Thì là đây là hai cái con mà em đã bỏ ra rồi này. Đấy, em đã khui hộp ra rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là bên trong nó có cái gì và chúng ta mở hộp một con nguyên bản ra nhé. Đấy. Thì ở đây là những cái mà model mạch R2R của Denasys thì có dòng Ares và dòng Pontus. Đấy. Ở đây thì em có Musician cũng có hai model. Thì em bỏ ra để so sánh về cái kích cỡ cũng như ngoại hình. Còn một cái video khác thì em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người những cái đác mạch từ 2R này nhé. Đấy. Thì đây chúng ta phải đi vào cái ngoại hình để chúng ta biết được cái độ nặng, cái độ hầm hố của cái con Pontus này. Đây là đóng gói một con nguyên bản mọi người nhé. Đấy. Hàng được ship về nó sẽ như thế này. Đấy. Bây giờ em mở ra cho mọi người xem. Và những cái sản phẩm như thế này thì bên em sẽ bảo hành cho mọi người là 12 tháng mọi người nhé. Đấy, bảo hành 12 tháng. Cam kết là hàng mới đét 100%. Cái nào bên em bảo mới thì là mới, mà cái nào mà khách nâng cấp thì bên em báo cho mọi người là khách nâng cấp. Cái này có trọng lượng rất là nặng, riêng một con máy không là 8 cân rưỡi. Thì còn cái vỏ hộp này thì chúng ta không không nói nữa. Vỏ hộp này thì có khi nó tầm khoảng 2 cân nữa. Nếu mà chúng ta ship ở nước ngoài về thì nó khoảng hơn chục cân nữa. Đấy, rất là nặng. Cái này là cái mà hôm qua mà em đã tháo ra nhầm mất. Thôi không sao, muốn tháo ra cho mọi người xem nguyên bản nhưng mà lại là con này thì thôi, con này cũng được. Chúng ta xem là cái phụ kiện hoặc là các cái nhà sản xuất đi kèm cho chúng ta. Vỏ hộp rất là chắc chắn, ra chèn cho chúng ta bốn cái nhựa bốn góc này để đảm bảo cái quá trình vận chuyển không bị móp méo này. Đấy. Và trong chúng ta thì đây có một cái thẻ bảo hành của Antica của Denasys. Nó cũng rất là đơn giản, không có gì nguy hiểm, rất là bé như này. Đấy. Để ghi tên với các cái gì đó, như thực ra thì bên em bán ấy thì sẽ có cái tem bảo hành hoặc là cái hóa đơn bán hàng cho mọi người, chính vì vậy là sẽ không viết vào đây nữa. Đấy. Một cái dây nguồn hoặc cái dây nguồn thì trông cũng rất là bình thường. Em nghĩ chúng ta nếu mà dùng những con này thì 90% là mọi người không dùng cái dây nguồn này. Đây có một cái thẻ nữa nhưng nói chung là cũng không quan trọng. Đây toàn tiếng Trung Quốc thôi nhá. Thì đây là sản phẩm DAC của Trung Quốc mọi người nhá. Đây là những cái sản phẩm DAC high-end của Trung Quốc. Đầu bảng của hãng thì có con Terminator Plus 2, Terminator Plus. Đấy. Còn cái con thấp nhất thì đó là cái con Ares 2. Con đầu bảng của nó thì giá giờ hiện khoảng 150 triệu. Còn con thấp của nó thì 18 triệu rưỡi. Đây, đây là cái... Đây, em khui cho mọi người xem nhé. Rất là nặng. Đây, mọi người nhìn thấy có đẹp không? Quá đẹp. Vuông thành sắc cạnh, sắc nét luôn. Đấy. Đây, để lần này về thì bên em về được 3 con màu rồi bạc mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về cái phần mặt trước, mặt sau cũng như là sơ qua thôi. Nếu mà có gì thì em sẽ tháo cho mọi người xem cái main mạch. Đấy, hoặc là nếu mà sẽ bên em sẽ đi lắp cho một khách nhà hàng nào đó thì sẽ xin phép khách hàng test một đoạn video và sẽ
sẽ đăng lên YouTube cho mọi người test cái chất âm một cách nó thực tế nhất, nó được khách quan nhất. Chứ còn bảo là bên em test xong bảo hay với dở thì nó không được khách quan, có đúng không ạ? Thì con này thì có đầu vào đây này. Đấy, chỗ là tất cả là báo các cái đầu vào. Thì đây input, thứ hai là pha. Cái này là not với là OS, nó là viết tắt của từ not, là cái từ non oversampling đấy, có nghĩa là nó đẩy cái tần số lên mẫu lên cao hoặc là để nguyên. Đấy, nếu chúng ta muốn trung thực thì chúng ta bấm cái chữ NOS này, có nghĩa là cái đèn nó sáng này. Đấy, đèn not là sáng. Còn nếu mà không dùng á thì chúng ta để làm sao mà cái ví dụ như những cái bản nhạc mà 44.1 mà nó muốn đẩy chúng ta nghe nó cao hơn, chất lượng nó cao hơn thì chúng ta để OS. Nhưng mà nếu mà độ trung thực á thì chúng ta nên để not. Tóm lại là làm sao mà nghe nó ưng tai, chúng ta thích là được. Đấy, để cái gì không quan trọng nhé, để hiểu về cái ấy thôi, chúng ta hiểu qua về cái nút thôi. Còn ở đây thì là tắt tiếng hoặc bật tiếng, ở đây là các cái chọn chế độ lọc. Thì con này nó có hai chế độ lọc. Đấy, thì chúng ta có thể là chọn cái chế độ nào mà nó ưng tai là được. Đấy, không cần, không có cái gì là nó khó khăn cả, con này rất là dễ sử dụng. Đây là chỗ này nó có cái tần số lấy mẫu từ 41, 48 đấy, đến DSD Pontus 2, mọi người nhìn nhé. À, em đeo đo qua về cái kích thước cho mọi người xem nhé. Đây, về cái kích thước thì cái sản phẩm này có chiều sâu là 34 phân. Nếu mà chúng ta tính thêm cả các cái rắc AV với lỗ khoảng tầm 35 phân. Và nếu mà để mà cắm AV thuận lợi thì chúng ta sẽ cần một cái chiều sâu khoảng tầm 40 phân. Cắm thì sẽ là đẹp nhé. Máy thì là khoảng là 34 phân. Tiếp theo đấy là chiều ngang. Chiều ngang thì chúng ta đo sang cái chỗ là to nhất này đi. To nhất này nó là 33 phân. Đấy, 33 phân. Còn chiều cao, để chiều cao đo ở bên này cho nó dễ này, để cho mọi người lựa với cái kệ khoảng hơn 10 phân một chút, đúng không? Đấy, tầm 10 phân. 10 phân tròn. Về cái thiết kế của con Pontus 2 này thì toàn bộ bằng nhôm 100%. Đấy, và nó được lắp như kiểu nó có một cái khung nhôm nhá, một khung nhôm, sau đó là ở trong này sẽ có hai cái tầng. Đấy, một tầng là DAC và một tầng là nguồn. Và cái con Pontus 2 này thì nó được nâng cấp hơn so với con Pontus thường, đó là cái phần nguồn nó làm rất tốt. Đấy, và cái phần bên mặt nó cũng có cải thiện hơn. Đấy, thì chúng ta quay về cái mặt sau của nó nhá. Đấy, thì ở đây có hai cái cổng là cổng ba lăng, cổng XLR ấy, bên trái bên phải, và một nó là cái đường ra AV đấy, hoặc là RCA. Cái cổng này là em hôm nọ em cắm hôm qua em cắm thử rồi thì cái chỗ này nó dài này. Đấy, nên là chúng ta cắm thì nó rút ra, nó hơi cấn tay một chút, nhưng cái đấy thì chúng ta có thể khắc phục được. Chúng ta vẫn bấm rút được cái rắc ba lăng ra, chỉ có điều đó là hơi cấn cái cạnh này một chút này, cái này nó hơi dài ra. Đấy, nhưng cái đấy thì không sao cả. Ở đây thì rắc AV mạ vàng này, đấy, mấy cổng cosian, và có cổng AES. Đấy, đây thì cái cổng này thì gần như chúng ta cũng ít sử dụng lắm, chúng ta sử dụng nhiều là gần như là những cái cổng như này, USB này, đấy, USB này và IES này. Đấy, đây là cái cổng mà có thể là chất lượng tốt nhất hiện nay. Đấy, con này thì chơi được DSD lên tới 1024 cơ, và tần số lấy mẫu là 1536 bao nhiêu em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng nói chung là cái tần số nó cao lắm. Gần như chúng ta không cần quan tâm đến cái vấn đề là nó chơi được bao nhiêu đâu, tại vì bọn này nó chơi hết các cái nhạc định dạng cao nhất hiện nay luôn. Tiếp theo chúng ta thì có cổng quang nữa. Đấy, và nếu mà chất lượng tốt nhất thì lúc nào nó cũng là cái cổng này IES, sau đó đến USB. Đấy, còn cái AES này thì em chưa thử luôn.
Đây thì chúng ta có một cái công tắc nguồn. Nguồn nó là cái công tắc của Flutech này. Đấy. Em quay hơi tối nên là mọi người không biết có nhìn rõ. Rắc mạ vàng rất là đẹp, chắc chắn. Nó làm ở giữa. Con này chơi điện từ 115 cho đến 230V mọi người nhé. Đấy, chúng ta sẽ không phải cần qua là đổi nguồn hay gì cả. Nếu mà có biến áp quách ly thì cứ cắm đầu cũng được. Này. Mặt dưới chúng ta. Con này rất là nặng, 8 cân rưỡi mọi người ạ. Đấy. Nếu mà chúng ta ship ở nước ngoài về là cái chi phí cũng tương đối đấy. Đây ở mặt dưới chúng ta thì sẽ có kiểu là ba cái chân chống rung như thế này và nó đệm một cái miếng cao su silicone để chống rung. Thì chúng ta chỉ cần nếu mà để lên cái thảm như này thì chúng ta đặt lên chứ đừng có kéo, kéo là nó sẽ dễ bị bật cái này ra. Đấy, và một cái miếng kim loại dưới. Thế thôi. Đẹp, phải nói là con này rất là chắc chắn luôn. Và cái con Delarip Portus 2 này thì tại shop giá hiện tại đang bán với cái giá là 39 triệu rưỡi. Thì bên em có bảo hành cho mọi người là 12 tháng. Đấy. Và trong một tháng đầu tiên nếu đổi bên em sẽ đổi cho mọi người một chiếc khác. Đấy nhá, trong một tháng đầu tiên mọi người nhá. Đấy. Và sẽ hỗ trợ cho mọi người như các cái vấn đề ví dụ như copy nhạc hoặc là... hoặc là hỗ trợ cài đặt driver vân vân. Nếu mà mọi người muốn chơi vào điện thoại đấy, chơi từ điện thoại vào con này cũng rất tiện. Chúng ta chỉ cần cắm thẳng điện thoại này, điện thoại xong cắm OTG và USB. Thì nếu mọi người mà chơi iPhone hoặc là dùng điện thoại iPhone hoặc là Android ấy, thì cần ấy, bên em sẽ tặng cho mọi người một cái dây để kết nối vào cái USB này. Cứ như thế là chúng ta chơi thôi. Thì cái clip này là khui hộp sơ qua cho mọi người về cái sản phẩm Pontus 2. Thì cái clip sau chúng ta sẽ đi chi tiết vào cái sản phẩm cũng như là test cho đây nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của HD. Vâng, xin cảm ơn.